Nhằm mục đích đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, mới đây Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông kết hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng bộ sách Tiếng Việt dành cho người nước ngoài cho đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bộ sách Tiếng Việt dành cho người nước ngoài, chủ biên là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt và Lê Thị Nhường, là một trong những ấn phẩm được soạn theo khung 6 bậc, có nội dung rất phong phú, giúp người học tiếng Việt có thể hình dung về đất nước Việt Nam trên nhiều phương diện xã hội như giáo dục, quân sự, đặc biệt là cả văn hóa truyền thống và hiện đại của Việt Nam. Bộ sách do Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông kết hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam xuất bản vào cuối năm 2021. Đây là giáo trình giảng dạy tiếng Việt được viết bằng phương pháp hiện đại nhất và có chiều sâu văn hóa trong nhận thức và thực hành, sẽ giúp cho những người nước ngoài và những người Việt Nam định cư ở nước ngoài học tiếng Việt dễ dàng và hiệu quả. Với kỳ vọng thông qua buổi trao tặng sách cho đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ giúp cho các thành viên đang làm việc tại Đại sứ quán hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam để có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên cấp độ và tầm cao mới, vun đắp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng bền chặt. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu giải pháp xử lý nước mưa bằng công nghệ CDI, một trong những giải pháp hữu ích được kỳ vọng giúp tiết kiệm nguồn nước hiện nay. Giải pháp thu gom và xử lý nước mưa bằng công nghệ CDI quy mô hộ gia đình và công nghiệp vận hành theo nguyên tắc nước mưa khi thu gom từ mái nhà, bề mặt được đưa qua màng lọc và ống dẫn trước khi tới bể chứa để giảm thiểu lượng rác, lá cây, cặn lắng. Sau đó, được đưa qua hệ thống lọc thô tới bể chứa thứ cấp và bộ lọc chính. Công nghệ lọc CDI sử dụng các màng lọc nano, lọc hoàn toàn 22 chỉ tiêu hóa, lý và có thể lọc hầu hết các nguồn nước như nước máy, nước thải, nước ô nhiễm và cả nước nhiễm mặn. Hiện nay, tái chế nước mưa bằng công nghệ CDI có thể áp dụng tại các khu công nghiệp, khu dân cư, tòa nhà cao tầng, giúp giải quyết các vấn đề về an ninh nước sạch, giảm lượng nước thải và ngập nước. Những năm qua, từ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng từ đó, ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát triển rừng của người dân đã nâng lên rõ nét. Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ có gần 5.400 hecta diện tích rừng. Năm 2021, người dân trong xã đã được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là hơn 5 tỷ đồng. Nhờ vậy, người dân có thêm thu nhập để cải thiện đời sống. Có cuộc họp của bản ấy, thì phối hợp với đồng chí phụ trách của bản và các đồng chí kiểm lâm của huyện thì đến là tuyên truyền đến bà con là không chặt phá rừng. Đốt nương giấy thì bà con lúc nào cũng bảo vệ cái khâu cháy rừng. Đốt thì đúng theo quy định. Thực hiện trồng rừng mới, năm 2022 này, huyện Phong Thổ đang trồng mới hơn 300 hecta rừng tại các xã thị trấn, đồng thời phối hợp rà soát diện tích rừng, xây dựng phương án giao khoán cho cộng đồng dân cư, thôn bản, quản lý bảo vệ và hưởng lợi ích từ dịch vụ môi trường rừng đem lại. Ủy ban đã xây dựng kế hoạch, các thông báo và các chương trình làm việc và cử cán bộ thường xuyên phối hợp với các nhóm hộ và các hộ gia đình được giao khoán để bảo vệ tốt nhất cái diện tích rừng, cái lâm phận quản lý. Dịch vụ môi trường rừng đã giúp bà con nhân dân có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày. Địa phương đã có tiền để xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Vì vậy, người dân đang ngày càng nâng cao trách nhiệm trong công tác gìn giữ, bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay, độ che phủ rừng của huyện Phong Thổ đã đạt hơn 40%. Trước thực tế lưu lượng phương tiện qua lại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hiện rất lớn, dẫn đến thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất sớm đầu tư mở rộng tuyến cao tốc này. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp cùng các bộ ngành và ba địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang để thống nhất kế hoạch phương án đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hình thức đối tác công tư. Theo quy hoạch, đây là đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/h. Dự án được dự kiến mở rộng quy mô 8 làn xe giai đoạn sau năm 2020. Hiện lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương rất lớn. Quy mô đầu tư giai đoạn 1 của tuyến chính và các tuyến nối
được tính toán cách đây hơn 10 năm, không còn đáp ứng được sự gia tăng phương tiện và nhu cầu đi lại, thường xuyên ùn tắc giao thông, đặc biệt là các dịp lễ, Tết, cuối tuần. Xung đột trên thế giới và việc Trung Quốc chống dịch nghiêm ngặt đã ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Không ít doanh nghiệp Thanh Hóa đang đứng trước nguy cơ phải sản xuất cầm chừng hoặc tạm dừng sản xuất do thiếu nguyên phụ liệu. Doanh nghiệp này vừa làm mất đơn hàng trên 2 triệu sản phẩm do không đủ nguyên phụ liệu đầu vào. Nếu nguồn nguyên liệu tiếp tục về chậm và thiếu như hiện nay, nhiều đơn hàng đã ký trước đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, không bảo đảm được tiến độ giao hàng cho đối tác. Doanh nghiệp bây giờ là đang phải chia đơn hàng ra để mà làm. Và có những một số doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm các đơn hàng của cái đất nước khác để mà tìm cái nguồn hàng ở ví dụ như là Hàn Quốc, rồi ở châu Âu, nhưng mà dù sao cũng không thể đáp ứng được. Ngoài dệt may, da giày, nhiều ngành hàng sản xuất khác như thức ăn chăn nuôi, phân bón cũng đang chịu áp lực lớn do tác động từ thị trường thế giới. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Giá cả nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất không chỉ tăng cao mà còn khan hiếm. Doanh nghiệp thì thường luôn luôn phải có các cái phương án dự phòng, tức là cái cũng đa dạng hóa cái nguồn nguyên liệu, tức là cũng phải chọn nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau và khi ký kết hợp đồng thì cũng phải ký với nhiều đối tác để nó cũng dự phòng những cái trường hợp mà xảy ra mà cái quá trình cung ứng nguyên liệu hàng hóa nó bị chậm trễ. Trong thời gian này, ngoài việc hỗ trợ thông tin thị trường, kết nối cung cầu, ngành công thương tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường việc mở rộng thị trường mới, giúp doanh nghiệp tránh phụ thuộc vào một thị trường ở cả chiều nhập và xuất khẩu. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động, hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 41 đối tượng, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ con dấu của hai công ty và các giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội. Đây là đường dây phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Các đối tượng đã sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động như VN Đồng, Hai Tiền, Z Đồng, H Vay, liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính fintech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất khoảng 2.090,93% một năm. Tính đến nay, có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng vay tiền với tổng số tiền vay là 1.802,1 tỷ đồng. Liên quan đến việc khai thác thiết trái phép trong rừng phòng hộ, ngày 21 tháng 7, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã tiếp cận hiện trường vụ việc tại khoảng 9 tiểu khu 144A thuộc xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực rừng phòng hộ lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm quản lý. Ghi nhận tại hiện trường, các đối tượng ngang nhiên tổ chức khai thác thiết giữa ban ngày, ngay cạnh một con đường lớn chạy băng qua khu rừng, tiếng máy nổ vang cả khu rừng. Những giọt đất được cho là pha lẫn quặng thiết lần lượt được các đối tượng kéo lên từ giếng sâu hàng chục mét. Cơ quan chức năng đã bắt 4 đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đang khai thác trái phép khoáng sản. Ngay cái vị trí các anh hôm nay đang ở đây thì mới trong tháng 6 vừa rồi là chúng tôi cũng đã tổ chức một cái đợt giải tỏa. Đó thì đối tượng là đã dừng và vừa rồi là mới quay lại, là trong cái thời gian ngắn này là tiếp tục quay lại để khôi phục để làm cái này. Qua cái thông tin của các anh thì chúng tôi cũng đã huy động ngay lực lượng vô xử lý tại chỗ vấn đề này. Và tiếp tục sẽ theo dõi cái hiện trường này, là nếu mà quay lại làm tiếp thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý cương quyết, không để có tái diễn cái trường hợp này xảy ra. Cách đó không xa, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều cây thông bị các đối tượng triệt hạ và cắt thành từng lóng. Một giếng sâu khoảng 15 mét nhưng không xác định được đối tượng vi phạm. Hiện cơ quan chức năng của huyện Lạc Dương đã lập biên bản tạm giữ nhiều thiết bị máy móc vật dụng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Chuyển sang các tin tức quốc tế, bà Draupadi Murmu của Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền Ấn Độ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này. Sau hai vòng kiểm phiếu của Quốc hội và Hội đồng lập pháp địa phương, bà Murmu giành được tổng cộng 1.349 phiếu bầu, bỏ xa đối thủ thuộc phe đối lập chỉ giành được 537 phiếu ủng hộ. Bà Murmu, 64 tuổi, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ có xuất thân từ cộng đồng bộ lạc. Theo kế hoạch, bà Murmu sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 15 của Ấn Độ vào ngày 25 tháng 7. Ban đầu là một giáo viên, sau đó bà Murmu đã tham gia chính trường và nhiều lần được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng
trọng trong chính quyền địa phương. Gần đây nhất là cương vị nữ thống đốc đầu tiên của bang Jharkhand. Bà được đánh giá là chính trị gia giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng. Tổng thống Ấn Độ có nhiệm kỳ 5 năm, đảm nhiệm cương vị tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang và phê chuẩn tất cả các luật mới cũng như đóng vai trò dẫn dắt tiến trình thành lập chính phủ. Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss đã trở thành hai ứng cử viên cuối cùng được các nghị sĩ đảng bảo thủ lựa chọn là người thay thế Thủ tướng Anh Boris Johnson. Với 137 phiếu ủng hộ, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tiếp tục đứng đầu trong vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra ngày 20 tháng 7, duy trì vị trí là lựa chọn số 1 vào chức Thủ tướng Anh. Trong khi đó, đương kim Ngoại trưởng Liz Truss bất ngờ vượt mặt Quốc vụ Khanh Chính sách Thương mại, Bộ Thương mại Quốc tế Penny Mordaunt để về thứ hai trong cuộc đua này. Các đảng viên bảo thủ giờ đây sẽ đưa ra quyết định lựa chọn người đứng đầu đảng cầm quyền bằng lá phiếu bầu qua đường bưu điện. Cuộc bỏ phiếu trên toàn đảng sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 9 và tên ứng cử viên giành chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9. Bà Truss là gương mặt thu hút với những cam kết về việc phục hồi kinh tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố loạt biện pháp hành chính nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Trong đó, chính phủ Mỹ sẽ đầu tư 2,3 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm ứng phó với thiên tai tại các địa phương. Bản đánh giá của giới chức Mỹ cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đối với ngân sách có thể gây thiệt hại tổng cộng 7,1% nguồn thu mỗi năm vào cuối thế kỷ này, tương đương với 2.000 tỷ đô la Mỹ một năm tính theo giá trị đồng đô la hiện nay. Đánh giá cũng cho thấy cháy rừng gia tăng có thể làm tăng chi phí dập lửa từ 1,5 tỷ đến 9,6 tỷ đô la mỗi năm. Hơn 12.000 tòa nhà và công trình liên bang có thể bị ngập lụt khi nước biển dâng với chi phí thay thế gần 44 tỷ đô la. Những thiệt hại trong tương lai có thể sẽ tồi tệ hơn những thiệt hại hiện nay nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục không suy giảm. Đã có ít nhất 1.500 người thiệt mạng do nắng nóng ở Tây Ban Nha trong mùa hè năm nay. Giới chức Tây Ban Nha lo ngại con số này có thể còn tăng mạnh trong vài ngày tới, khi nhiệt độ tại nước này được dự báo sẽ vượt 40 độ C. 679 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè năm nay tại Tây Ban Nha kéo dài từ ngày 10 đến 17 tháng 7. Trong đó, riêng ngày 17 tháng 7 ghi nhận 169 trường hợp. Hầu hết các nạn nhân tử vong do nắng nóng là những người trên 85 tuổi. Đợt nắng nóng đầu tiên tại Tây Ban Nha từ ngày 11 tháng 6 đến 17 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của 829 người. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về nắng nóng. Ngoài ra, với hơn 30 vụ cháy rừng vẫn đang hoành hành tính đến ngày 19 tháng 7, Tây Ban Nha đã phá kỷ lục phát thải carbon trước đây là 1,1 triệu tấn ghi nhận trong tháng 6 năm 2012. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, kể từ 15 giờ ngày 21 tháng 7, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu từ 1.100 đồng đến 3.600 đồng một lít. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Nhân dân, trước xu hướng xăng dầu tăng giá, hàng loạt chủng loại hàng hóa khác tăng theo. Nhưng khi xăng dầu giảm giá thì những mặt hàng này neo giá hoặc giảm nhỏ giọt. Theo một số chuyên gia kinh tế, hiện có hai bộ quản lý giá gồm Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Những đơn vị này cần xem xét giá xăng dầu, giá cả đầu vào tăng bao nhiêu, tác động tới giá thành thế nào để từ đó tính toán giá bán các loại hàng hóa khác. Ngoài ra, khi xăng dầu giảm cần có độ trễ nhất định để hàng hóa điều chỉnh giá. Nếu hàng hóa không giảm thì hai đơn vị quản lý này phải vào cuộc. Dịch bệnh, gián đoạn nguồn cung, nguyên nhiên liệu tăng là những nguyên nhân đẩy chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dệt may nói riêng. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên báo Kinh tế và Đô thị, vượt qua khó khăn, kết quả kinh doanh trong ngành dệt may vẫn khả quan, hướng đến mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng 20 đến 21 tỷ đô la Mỹ trong nửa cuối năm, đưa trị giá xuất khẩu cả năm cán đích khoảng 43 tỷ đô la Mỹ. Song để có thể đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh, kết cấu lại thị trường xuất khẩu để không quá phụ thuộc vào một vài thị trường và thay đổi thiết bị công nghệ nhằm thích ứng được yêu cầu từ các nước nhập khẩu.
Báo Lao Động dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Theo các chuyên gia kinh tế, việc Việt Nam thu hút nhiều dự án FDI lớn vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư, tăng vị thế của Việt Nam trong bản đồ kinh tế thế giới. Điều này cho thấy công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, đang là mũi nhọn trong quá trình phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Nằm trong loạt bài để cao tốc Bắc Nam thoát lụt tiến độ vì bão giá, báo Giao thông số ra ngày hôm nay đăng tải kỳ 1, lỗ nặng, nhà thầu vẫn phải xoay tiền thi công. Theo bài viết, biến động giá cả nhiên liệu, vật liệu đang vắt kiệt sức lực của các nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam. Không chỉ khó khăn về vật liệu, các nhà thầu còn đang chật vật xoay sở dòng tiền để tăng ca kíp, máy móc, nhân lực để hoạt động công trường không bị gián đoạn. Điều này cũng khiến dự án cao tốc Bắc Nam đứng trước nguy cơ lỡ tiến độ giai đoạn 1 và thiếu vắng nhà thầu ở giai đoạn 2. Gần đây, áp lực trong công việc của cán bộ cấp phường, xã, đông dân ở thành phố Hồ Chí Minh được khơi lại, bàn bạc nhiều hơn khi thành phố bị phê bình vì dôi dư 5.700 biên chế. Trong khi chờ những giải pháp thực sự căn cơ, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở thành phố đang cố gắng xoay sở để có thể hoàn thành bộn bề công việc mỗi ngày. Theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng liên quan đến các đề xuất tăng biên chế, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định mong muốn trung ương giao biên chế theo dân số và khối lượng công việc để có sự phù hợp. Ngoài biên chế cứng giao cho các địa phương thì trung ương cũng nên có quy định cụ thể để địa phương được tăng thêm biên chế mềm phù hợp với thực tế. Theo chỉ tiêu trong năm 2022, Việt Nam sẽ đón 5 triệu khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên đến nay thì dù đã đi được hơn nửa chặng đường, nhưng các con số thống kê đang bộc lộ rõ những khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu này. Bài viết trên báo Đại Đoàn Kết nhận định ngành du lịch đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Còn theo ý kiến, nhiều doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia đều cho rằng không nên chú trọng nhiều vào việc đặt mục tiêu số lượng, mà doanh thu mới cần được tính toán và đánh giá kỹ lưỡng để xác định rõ vai trò đóng góp của du lịch và nền kinh tế. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ, chương trình Chào Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những thông tin hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Thanh Hương. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, thị trường đang chứng kiến đà lao dốc của giá vàng và đồng euro trong khi giá đô la Mỹ tăng mạnh. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM mới đưa ra công bố gần 50% số mẫu rau quả trái cây ở các chợ đầu mối có dư lượng hóa chất gây nguy hiểm cho người dùng. Đó là những nội dung đáng chú ý của nhịp sống kinh tế và ngay sau đây sẽ là các tin tức thị trường trong tuần. Vốn hóa của toàn ngành thép đã mất hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương 4,26 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm 2022 đến nay. Tính riêng 10 doanh nghiệp thép lớn nhất trên sàn, con số này đã lên đến 98.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn hóa của Hòa Phát, mã HPG đã mất hơn 72.600 tỷ đồng. Theo sau lần lượt là Hoa Sen Group, mã HSG, thép Việt Nam, mã TVN, thép Nam Kim, mã NKG, thép Pomina, mã POM cũng đều bị bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng vốn hóa. Trong bối cảnh giá thép trong nước giảm 9 lần liên tiếp. Ở sàn Upcom, khối ngoại nối dài chuỗi bán dòng lên thành 12 phiên liên tiếp, nhưng giá trị giảm 92% so với phiên trước và ở mức chỉ 2,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 91.780 cổ phiếu. Khối ngoại sàn Upcom bán dòng mạnh nhất mã VTP với 2,3 tỷ đồng. CSI đứng sau nhưng giá trị chỉ 860 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, ACV được mua dòng mạnh nhất sàn này, nhưng giá trị chỉ khoảng 920 triệu đồng. Tỷ giá quy đổi euro có xu hướng giảm với chênh lệch lớn giữa các điểm thu mua. Giá bán ra đồng euro ở mức 24.650, 24.850 đồng 1 euro và mua vào ở mức 24.600, 24.750 đồng 1 euro trên thị trường tự do. Vietcombank mua vào với giá 23.147,13 đồng 1 euro và bán ra ở mức 24.198,88 đồng 1 euro. Như vậy, giá euro trên thị trường tự do đang cao hơn khoảng 500 đồng 1 euro so với giá tại ngân hàng. Hiện nay, người dân đang có xu hướng chuyển kênh đầu tư sang euro. Tại các điểm mua bán ngoại tệ tự do, lượng khách đến đổi ngoại tệ, đặc biệt là đồng đô la Mỹ và đồng euro, tăng từ 10 đến 15%.
Bất chấp những động thái can thiệp sâu vào thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá quy đổi đô la Mỹ Việt Nam đồng vẫn đang ghi nhận diễn biến tăng liên tục. Đáng chú ý, giá giao dịch đô la Mỹ trên thị trường tự do đã tăng vọt, vượt qua mốc 24.500 đồng. Hiện nay, giá mua bán đô la Mỹ tự do phổ biến ở mức 24.520-24.670 đồng một đô la Mỹ, tăng 20 đồng ở chiều mua vào và 140 đồng ở chiều bán ra. Trong khoảng 2 tuần trở lại đây, giá đô la Mỹ đã tăng khoảng 550-600 đồng, tương đương tăng gần 100 đồng mỗi ngày. Nếu tính từ đầu tuần này, giá bán đô la Mỹ tự do đã tăng tới 280 đồng, tương đương mức tăng dòng 1,16%. Còn nếu tính từ đầu năm, tỷ giá quy đổi ngoại tệ này đã tăng tới 940 đồng một đô la Mỹ, tương đương hơn 4%. Chỉ trong một ngày, giá vàng miếng trong nước có thời điểm giảm hơn 5 triệu đồng một lượng, cuốn bay toàn bộ đà tăng đã ghi nhận trong 5 tháng trước đó. Trong tuần, giá vàng miếng SJC đã có lúc rơi xuống mức 61,8-63,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm lần lượt 5,55 triệu đồng chiều mua vào và 4,15 triệu đồng chiều bán ra so với cuối tuần trước. Trên biểu đồ giá vàng hàng ngày, vàng miếng SJC đã giữ xu hướng giảm liên tục từ tháng 4 đến nay. Tuy nhiên, trong giai đoạn tháng 4, tháng 5, giá mặt hàng này chỉ giảm 1,5 triệu đồng một lượng. Từ tháng 6 đến nay, giá vàng miếng SJC đã lao dốc gần 6 triệu đồng. Tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gần 50% số mẫu rau quả, trái cây xét nghiệm có dư lượng hóa chất. Hơn 40% mẫu hải sản phát hiện kim loại nặng, trong đó có nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép. Cá biệt có sản phẩm phát hiện dư lượng của 7 hoạt chất. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nhóm mặt hàng rau, trái cây chiếm tỷ lệ 47,54%, trong đó có nhiều mẫu vượt mức giới hạn cho phép. Đối với hải sản đánh bắt, về kim loại nặng, có 42% nhiễm cadimi vượt mức cho phép. Với thủy sản nuôi, tồn dư kháng sinh cấm sử dụng ciprofloxacin chiếm tỷ lệ 37%. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thực phẩm khi đưa vào tiêu thụ phải được kiểm tra và chứng nhận từ gốc. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 7, tài xế điều khiển siêu xe Ferrari 488 di chuyển trên đường mới ở khu vực ngõ 45 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Khi tới khu vực công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội, chiếc xe đã bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông gãy đầu hai cây xanh. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy phần đầu của Ferrari 488 gặp tai nạn gần như vỡ nát, nắp capo bẹp rúm. Hiện chưa rõ danh tính người điều khiển cũng như nguyên nhân xảy ra tai nạn. Lãnh đạo Công an phường Phúc Đông, quận Long Biên cho biết không có ai bị thương trong vụ tai nạn. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng cứu hộ đã di chuyển chiếc xe Ferrari 488 tai nạn ra khỏi hiện trường. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội thông tin chỉ trong một tháng cao điểm ra quân xử lý vi phạm giao thông, Công an các quận huyện và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã lập biên bản xử phạt 911 trường hợp lái xe ô tô chở quá tải và phạt 195 chủ phương tiện xe tải vi phạm. Các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe chở quá tải quá khổ được chú trọng xử lý. Đặc biệt, điểm mới của đợt cao điểm này là các xe chở quá tải được yêu cầu hạ tải, xe cơi nới phải cắt thành thùng tại chỗ. Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, một tháng qua, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, Công an các quận huyện và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đã cưỡng chế cắt thành thùng xe tải 52 trường hợp, 468 trường hợp chủ phương tiện tự đi cắt thành thùng xe cơi nới, 88 trường hợp hạ tải. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Chào ngày mới sáng nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.